Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Tam Đa Media ngày 19 tháng 6. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Mỗi năm một phần lớn trong số 80.000 khối u đã được các bác sĩ phát hiện ở bệnh nhân tại Séc đều ở giai đoạn muộn. Một trong những lý do là người dân không tận dụng hết những cuộc kiểm tra phòng ngừa mà họ được miễn phí. Việc thực hiện kiểm tra phòng ngừa có thể ngăn ngừa tới 60% các trường hợp ung thư bằng cách phòng ngừa và phát hiện sớm. Cứ 20 phút tại Séc có một bệnh nhân ung thư tử vong, thường là ung thư phổi, ruột kết, trực tràng, tuyến tụy, ung thư hoặc tuyến tiền liệt. Theo các chuyên gia, hút thuốc, uống rượu quá nhiều hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Một số cuộc kiểm tra phòng ngừa có thể phát hiện các triệu chứng trước khi xuất hiện khối u. Các nhà khoa học từ trường đại học Mendel ở Brno đã phát hiện ra rằng thịt hải ly có thể ăn được, mặc dù hiện nay nó không được tiêu thụ. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu, thịt nguội làm từ hải ly hoặc thịt hải ly đóng hộp có thể là thực phẩm lành mạnh, được tạo ra từ một nguyên liệu thô tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hải ly được bảo vệ ở Cộng hòa Séc và việc săn bắn chúng chỉ được phép khi có giấy phép ở những nơi chúng sinh sản quá mức. Mỗi năm chỉ có khoảng 50 con hải ly được đánh bắt tại Séc, hiện có khoảng 15.000 cá thể hải ly sinh sống tại đây. Mùa hoa súng đã bắt đầu tại vườn bách thảo Liberec. Tại đây có 45 loại hoa súng được trồng trong vườn. Đây có thể là số lượng hoa súng lớn nhất tại Séc. Tại vườn bách thảo này, du khách không chỉ có thể chiêm ngưỡng loài hoa súng lớn nhất thế giới, mà còn có cả loài hoa súng nhỏ nhất thế giới. Đây là loài dường như không còn xuất hiện trong tự nhiên mà chỉ có trong các vườn bách thảo. Và không chỉ có hoa súng, hiện tại các vườn bách thảo ở Liberec cũng đang nở rộ hoa diên vĩ. Vườn bách thảo Liberec là vườn thực vật lâu đời nhất tại Séc, được mở cửa từ năm 1895 và có hơn 8.000 loài thực vật. Những kẻ xâm lược đang chiếm đóng nhiều nơi ở bang Nevada, Mỹ, đó là hàng triệu con châu chấu không cánh. Những con châu chấu không cánh này đang bò tràn ra khắp các con đường và các ngôi nhà. Người dân khó chịu vì bị cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí loài sinh vật này còn gây khó khăn cho hoạt động cấp cứu của bệnh viện vì chúng cản đường đi của xe cứu thương. Châu chấu cánh thường xuất hiện ở vùng miền Tây nước Mỹ và dường như không có cách nào để đuổi chúng đi khỏi nơi con người sinh sống. Cơ quan giao thông vận tải địa phương hiện chỉ có cách nhắc nhở người dân chú ý cảnh báo trên đường cao tốc, khuyến cáo người dân lái xe chậm lại. Chính phủ Italia mới đây ban hành sắc lệnh cho phép giảm tốc độ tối đa các phương tiện lưu thông trên những tuyến đường cao tốc nằm gần hoặc đi qua các khu vực đô thị đang trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Theo đó, giới chức các vùng Italia được phép điều chỉnh, giảm tạm thời hoặc vĩnh viễn giới hạn tốc độ tối đa của các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc trong trường hợp cần hạn chế khí thải từ các phương tiện giao thông để giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí. Giới hạn tốc độ chạy xe tối đa trên các tuyến cao tốc chính có thể giảm xuống còn 110 km/h so với mức hiện tại là 130 km/h. Một công ty tại Anh vừa phát minh một loại pin dùng cho xe điện có khả năng sạc đầy chỉ sau vài phút, nhanh gấp 10 lần nhiều loại pin thông thường. Cùng với đó, công ty này cũng sẽ cho ra mắt dòng xe thể thao tương thích với công nghệ pin mới. Công ty Neopost cho biết đã thử nghiệm loại pin mới của mình qua 2.000 chu kỳ sạc nhanh mà không bị suy giảm chất lượng. Thời gian sạc là 6 phút, gần với thời gian cần thiết để đổ đầy nhiên liệu cho một chiếc ô tô điện gia đình tại một trạm xăng. Theo Neopost, phạm vi hoạt động của loại pin mới dành cho xe điện là 250 km. Công ty này đã hợp tác với nhà thiết kế Calum để sản xuất một chiếc ô tô thể thao nhằm trình diễn công nghệ sạc pin mới của mình. Tính đến ngày 17 tháng 6, cơ quan chức năng đã bắt giữ 62 đối tượng. Trong số này, phần lớn các đối tượng cư ngụ tại huyện Krông Búc, một số đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh, có đối tượng ngoài tỉnh. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng cơ quan liên quan để đấu tranh lấy lời khai, làm rõ vai trò từng đối tượng và người có liên quan. Công an cũng thu giữ lượng tang vật vũ khí gồm 4 khẩu súng quân dụng, 4 khẩu súng tự chế, gần 200 viên đạn, 2 quả lựu đạn, dao, hung khí tự chế các loại và nhiều tài liệu tang vật khác. Vâng, những thông tin của điểm tin sáng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị khán giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.